Mến chào tất cả các bạn, hẳn là trong các bạn khi mà làm việc trên laptop mà thường gặp cái trường hợp là chúng ta đang làm ở trên laptop thì bỗng nhiên cái laptop của chúng ta bị lỗi và nó phải khôi phục lại. Thì như vậy nếu mà chúng ta không thực hiện backup dữ liệu thì thông thường nó sẽ mất hết toàn bộ cái dữ liệu mà chúng ta đang làm. Do vậy thì khi mà làm việc thường thì người ta khuyên chúng ta phải thường khuyên là backup dữ liệu để mà tránh các cái trường hợp như vậy xảy ra. Thì do vậy cái tính năng backup rất là quan trọng, và ở trong video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu backup là gì và các cái lợi ích của backup. Thì đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ đi trả lời ba cái câu hỏi, là câu hỏi what, backup là gì, câu hỏi why, vì sao chúng ta cần backup, và câu hỏi how là cái cách thức mà chúng ta thực hiện. Đầu tiên là câu hỏi what, backup dữ liệu là gì. Thì backup hay còn gọi là sao lưu dữ liệu, đây là cái hình thức mà chúng ta copy lại toàn bộ cái đoạn dữ liệu ở trong máy tính, hoặc có thể là máy chủ, hoặc là server, hay bất kỳ các cái thiết bị nào có khả năng lưu trữ dữ liệu. Và khi mà thiết bị của chúng ta mất dữ liệu do hỏng hóc, do bị virus, do bị sạch nguồn thì chúng ta có thể khôi phục lại và hạn chế đến mức tối đa về mất mát cái tài nguyên dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới câu hỏi tiếp theo là câu hỏi why, vì sao chúng ta cần backup dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta xét ở khía cạnh cá nhân á, thì ví dụ chúng ta đang làm một cái dự án mất vài tháng trời, mỗi một ngày thì cái máy tính của chúng ta gặp trục trặc và không thể mở lên được, do đó chúng ta phải khôi phục lại máy tính và máy tính nó về lại cái trạng thái ban đầu. Như vậy là chúng ta đã mất hết dữ liệu và toàn bộ cái công sức chúng ta làm vài tháng trời nó coi như là cống cốc và chúng ta phải làm lại từ đầu. Đây là chỉ xét ở khía cạnh là cá nhân, và xét lớn hơn là cái khía cạnh mà toàn cái doanh nghiệp lớn á, nếu mà mất dữ liệu như vậy nó thiệt hại rất là lớn về cả tiền bạc, thời gian và mất cái sự uy tín. Vì ví dụ chúng ta ký các cái hợp đồng và không nộp đúng lúc thì nó mất cái uy tín. Đó là các cái lý do mà chúng ta cần backup dữ liệu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ ba là các cái cách thức mà chúng ta có thể backup dữ liệu. Thì ở trong công nghệ thông tin thì người ta sẽ chia ra làm hai cái phương thức là local backup và online backup. Đầu tiên local backup, cái chữ local thì chúng ta có thể thấy là nó là cục bộ, thì đây là cái hình thức backup cục bộ, nghĩa là chúng ta có thể backup dữ liệu ở trong các cái ổ cứng, ở trong các cái ổ di động USB, hoặc là thậm chí là ở trong các cái ổ đĩa CD và DVD. Thì đây là cái phương thức backup truyền thống. Thì cái hình thức này nó có cái ưu điểm là chúng ta có thể thực hiện lưu trữ khá nhanh vào bất cứ cái thời điểm nào. Tuy nhiên thì nó có nhược điểm khá lớn là cái độ an toàn chưa cao, do các cái thiết bị về ví dụ như là USB nó cũng có thể hỏng hóc và chúng ta cũng có thể mất cái dữ liệu. Cái hình thức mà backup thứ hai gọi là online backup, thì với cái sự bùng nổ của Internet thì ngày nay chúng ta biết tới với nhiều cái công ty có các cái dịch vụ lưu trữ đám mây. Mình có thể kể tới rất là nổi tiếng ví dụ như là Google Drive, hoặc là OneDrive của Microsoft, hoặc là Dropbox vân vân, hoặc là như Apple hoặc Amazon vẫn có các cái hệ thống như là iCloud vân vân. Thì các cái hình thức này chúng ta có thể là cài nó vào các cái ứng dụng ở trên laptop, sau đó chúng ta sẽ lưu trữ các cái file chúng ta làm ở trên cái thư mục đó. Thì ở những cái hình thức online backup nó có một cái hay là nó sẽ chúng ta có thể kích hoạt cái chế độ tự động đồng bộ. Ví dụ chúng ta làm việc ở trên cái ổ của OneDrive thì chúng ta làm bao nhiêu khi mà có internet thì nó sẽ tự động đồng bộ, miễn là khi đó có internet. Thì cách thức này thì chúng ta có thể bảo vệ cái tài nguyên chúng ta liên tục mà không cần là phải chủ động chúng ta lưu trữ bằng tay.
Một số cái nhược điểm mà ở cái hình thức online pet up là chúng ta phải phụ thuộc vào internet, tức là khi có internet chúng ta mới thực hiện được pet up dữ liệu. Còn khi mà máy tính chúng ta không có thì chúng ta không thể pet up và khôi phục dữ liệu. Thứ hai là cái tốc độ mà đồng bộ nó khá là chậm so với là pet up thủ công. Có nghĩa là chúng ta phụ thuộc vào cái tốc độ đường truyền của internet. Đường truyền càng nhanh thì nó sẽ pet up càng nhanh. Ngoài ra là khi mà chúng ta sử dụng các cái phần mềm mã hóa, ví dụ như VMware, thì ở trên VMware nó có một cái tính năng khá là tương đồng với pet up. Các bạn lưu ý là nó tương đồng thôi nhưng mà nó không giống nhau hoàn toàn. Đó là cái tính năng snapshot. Và cái tính năng này thì các bạn nên lâu lâu nên sử dụng để mà chúng ta bảo vệ cái dữ liệu chúng ta, khi có sự cố thì chúng ta có thể khôi phục lại. Như vậy trong video hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn sơ lược backup dữ liệu là gì, các cái nguyên nhân mà chúng ta sử dụng cái tính năng backup dữ liệu và các cái cách thức mà chúng ta backup dữ liệu. Nội dung của video kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tập, nghiên cứu cũng như làm việc tốt.